48. Dù tôi rất hy vọng anh có thể giúp được tôi, nhưng tôi không thể đồng ý với điều kiện của anh. Cuối cùng thì em cũng nói ra suy nghĩ thật sự của em rồi. Rất tốt. Ngày mai Lạc Lạc xuất viện rồi, em hãy chăm sóc tốt cho thằng bé. Chuyện của em chính là chuyện của tôi, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Thực ra lúc nãy tôi vẫn luôn nghĩ tôi phải giúp em thế nào đây. Tôi đã mất đi tín nhiệm với Diên Túc rồi. Thứ các em cần sợ là tôi không lấy được. Nhưng có một người chắc sẽ được. Xin chào. Giám đốc Thẩm, lâu rồi không gặp. Tôi đã không còn ở danh sĩ nữa, sau này cứ gọi thẳng tên là được. Từ ngày tôi vào danh sĩ thì đã đi theo anh gọi quen rồi. Gần đây trí tuệ mới vì chuyện của tiểu lực sĩ, chắc chắn ngày nào cũng vui mừng đúng chứ. Cô làm giám đốc khách hàng chắc cũng thăng chức rồi. Đâu có, còn sớm lắm. Giám đốc Diên vẫn luôn giữ lại vị trí của anh, chưa biết chừng vẫn muốn để anh quay về. Tiêu Dã, gần đây tôi nhận được một tin. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định vẫn nên nói cho cô biết. Tin tức gì vậy? Tôi nghe nói Diên Túc đã tuyển Đàm Tân Khải vào danh sĩ, thay thế vị trí của tôi. Ai? Đàm Tân Khải? Sao có thể? Bây giờ có công ty nào ở Thượng Hải còn dám tuyển anh ta? Sao giám đốc Diên? Ai thế? Đàm Tân Khải? Cậu tìm tôi có chuyện gì? Cậu có thể chuẩn bị nhậm chức rồi. Cảm ơn giám đốc Diên, đừng khách sáo. Đây là thứ cậu nên có. Anh nghe ai nói vậy? Tôi không thể nói cô biết được. Nhưng nguồn gốc của tin tức này vô cùng đáng tin. Tôi còn nghe nói Đàm Tân Khải tới danh sĩ làm giám đốc khách hàng chính là vì cấu kết với Diên Túc, mưu hại Vệ Trí, đánh đổ tiểu lực sĩ. Tiểu lực sĩ? Đông Liệt tới rồi. Chị Đông Liệt tới rồi sao? Cô, chú Hai, cháu đã mua vé xong rồi. Cuối tuần này cháu sẽ đi cùng hai người đưa tro cốt của ba cháu về quê. Cô chú thấy còn thiếu gì không? Không cần đâu, hai ngày này đã mua khá rồi. Cháu mau ngồi xuống đi. Đông Liệt ngồi đi. Đông Đề cả, cháu thấy khi nào chúng ta tới ngân hàng một chuyến, chuyển tiền cho bà cháu. Cô, chú Hai, cô chú thấy như vậy có được không? Bắt đầu từ tháng này, mỗi tháng cháu sẽ chuyển 3.000 tệ cho bà. Ngoài ra tìm một người giúp chị, ngày ngày chăm sóc bà. Đông Đề, chẳng phải cháu đã đồng ý chuyển hết tiền cho bà sao? Sao bây giờ lại nuốt lời? Chú Hai, không phải cháu nuốt lời. Trước đây cháu nói sẽ về suy nghĩ lại, cháu không nói là đồng ý. Chị thấy nó chưa? Đông Liệt, cháu nói thật cho cô biết, có phải người phụ nữ kia đã nhét hết tiền vào túi mình rồi không đưa cho cháu không? Cháu đừng sợ, cô đi cùng cháu. Cô à, đây là quyết định của cháu. Quyết định của cháu sao? Tôi hy vọng cô giúp chúng tôi tìm ra chứng cứ Diên Túc cấu kết với Đàm Tân Khải, đối phó với tiểu lực sĩ và Vệ Trí. Tôi sao có thể chứ? Anh kêu tôi bán đứng Diên Túc, cô sai rồi. Đây không phải bán đứng Diên Túc, cô đang trừ hại cho toàn ngành, khủng hoảng hình ảnh. Diên Túc đã phạm pháp rồi. Đây là một vụ bi ai vô cùng xấu xa. Nó đã phá hoại nghiêm trọng toàn bộ quy tắc ngành nghề. Nếu để Đàm Tân Khải tiếp tục làm như vậy thì toàn thể ngành sẽ không còn công bằng nữa. Sau này mọi người cạnh tranh với nhau sẽ không chỉ đơn thuần dựa vào năng lực, mà chỉ là ai bỉ ổi hơn ai, ai vô liêm sỉ hơn ai, ai độc ác hơn ai. Tiêu Dã, tôi tin cô sẽ không muốn thấy được kết quả này đâu.
Tôi không biết lúc đầu tại sao cô lại lựa chọn ngành PR này. Còn tôi vì niềm say mê yêu thích, vì thế tôi không thể trơ mắt nhìn thấy những người tồi tệ như Đàm Tân Khải và Tiêu Túc hủy hoại ngành này. Cô có thể không giúp tôi sẽ nghĩ cách khác. Nhưng tôi tin sẽ có một ngày chân tướng được phơi bày ra thiên hạ. Tới lúc đó, cô có thể rũ bỏ quan hệ được không? Cô đừng quên, cô đã từng nhận hối lộ của Đàm Tân Khải. Giám đốc Thẩm, anh đang uy hiếp tôi sao? Tôi không uy hiếp cô. Tôi chỉ hy vọng cô đang bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ, để cô có trách nhiệm với nghề mà cô yêu thích này. Tôi đợi tin của cô. Nhiều tiền như vậy, cháu không giữ lại cho bà dưỡng lão mà lại cho người ngoài. Cháu thấy cháu sao giờ hồi dịp lại nuôi dạy một đứa bất hiếu như vậy? Sao lại gọi cháu bất hiếu? Cô lấy đi quản lý tài chính cũng là vì chăm sóc bà được tốt hơn. Hơn nữa Stella là bạn gái cháu, cô ấy không phải người ngoài. Thằng nhóc này nói chuyện kiểu gì vậy? Từ lúc hai người tới đây, Stella bận trước bận sau. Hai người ăn bao gồm cả chỗ ở này đều là tiền người ta bỏ ra. Hai người nghĩ tốt cho người ta có được không? Cũng nghĩ cho cháu có được không? Stella là bạn gái của cháu, là bạn gái chính thức qua lại của cháu. Xong rồi, thằng nhóc này đã đâm vào ngõ cụt rồi. Ba cháu mất rồi, nếu ông ấy còn sống cũng sẽ không đồng ý đâu. Cô đừng lấy ba cháu ra để nói chuyện. Lúc ba cháu còn sống, dù cháu làm chuyện gì cũng hết lòng ủng hộ. Bây giờ ông ấy không còn nữa, cháu yêu thương bình thường, lại tới lượt cô chú quản. Thằng nhóc này, cháu nói mấy lời này có thấy hổ thẹn không? Hai cha con cháu vừa có tiền một chút là tới sống ở thành phố lớn này. Bà cháu ở nhà chẳng phải ta và chú hai chăm sóc sao? Bây giờ ba cháu đi rồi, chúng ta chỉ muốn cháu sớm ngày lập gia đình. Chúng ta lấy gì của cháu? Chẳng phải chỉ muốn tốt cho cháu sao? Người bạn gái này của cháu, có muốn hay không muốn cũng phải chia tay. Trừ khi cả đời này cháu không định kết hôn. Nếu không ngày mai ta sẽ tới tìm cô ta nói chuyện. Cháu đã nói xong rồi, cháu nhất định sẽ chăm sóc bà, cũng không chia tay với Stella. Hôm nay cháu còn làm chủ ở đây, bất cứ ai cũng không thể can thiệp tới quyết định của cháu. Cô chú nghỉ ngơi đi. Cháu... Vào đi, giám đốc Diên. Buổi sáng tôi có gửi cho ông dự án hoạt động của ba con trí tuệ mới, ông đã xem chưa? Tôi có việc, để sau rồi nói. Giám đốc Diên, ông bớt chút thời gian xem đi, vì bên trí tuệ mới dục rất gấp. Hơn nữa tôi không thể nào tiếp tục xúc tiến chuyện tiếp theo. Lần sau con nói sớm hơn một chút. Giám đốc Diên, tôi xin lỗi. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cô còn có chuyện gì sao? Không có. Đóng cửa lại. Dạ. Thẩm Anh Kiệt gọi điện cho em, nói Tiêu Giả đã tìm ra chứng cứ. Đạp Tân Khải lấy tiền của Dinh Sĩ thuê hacker rồi, nhưng lại không thấy được trong máy tính của Diên Túc thư quà giải của tập đoàn Phi Dương gửi cho em. Chắc chắn tiểu lực sĩ không trụ nổi rồi. Còn có một vài khách hàng chúng định ký hợp đồng tiếp cũng đều nói phải suy nghĩ lại. Em thật sự không biết nên phải làm thế nào.
Đàm Tân Khải biến thành chán ghẻ như ngày hôm nay, có phải anh cũng có trách nhiệm không? Mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ, nếu lúc đầu anh bớt nghi ngờ hắn hơn, bớt thăm dò hơn chút, mà bao dung và hiểu cho hắn hơn, thì liệu hắn có biến thành như ngày hôm nay không? Vì rất nhiều lúc con người ta đứng ở giữa ngã tư đường, đi về bên trái hay bên phải, sai một chút là hỏng hết. Chuyện này không liên quan gì tới anh, anh đừng nghĩ linh tinh. Trên thế giới này có nhiều người nhận đãi ngộ không công bằng như vậy. Không phải tất cả mọi người đều sa chân vào con đường sai lầm. Ví dụ như Diệp Đông Liệt, một tai nạn xe, dường như quỷ quại cuộc sống của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn tự mình cố gắng tự lập. Còn có Liêu Minh Đàn, đã sắp bị ép vào đường cùng rồi, vẫn lựa chọn ăn năn hối lỗi. Còn có Dì Lan, đã phải chịu nhiều uất ức như vậy, nhưng vẫn một lòng nghĩ cho người khác. Nhưng Đàm Tân Khải thì khác. Anh ta cảm thấy cả thế giới đang nợ mình. Anh ta rất tự ti, nhưng càng ích kỷ hơn. Yên tâm, lần này tôi không mang theo bất cứ thiết bị ghi âm nào. Tôi biết anh không tin tôi. Lục soát đi. Anh sẽ không mắc một chiếc bẫy hai lần. Tôi cũng sẽ không sử dụng một nước cờ hai lần. Thế nào? Nhận thua nhanh vậy sao? Đây không giống phong cách của anh. Vệ trí, cầm cái gì vậy? USB. Có liên quan đến anh Khổng Dương. 22 vạn. Thuê thủy quân phát tán chia sẻ tin tức liên quan đến sự một lực sĩ nhỏ bị tra ra trường khuẩn đại tràng. 16,8 vạn. Treo bài viết lên top tại 13 diễn đàn mẹ và bé. 14,5 vạn. Mua ICC đồng lượt theo dõi khuếch tán bôi nhọ sữa bột lực sĩ nhỏ gây phát dục sớm. 56,8 vạn. Cần tôi nói tiếp nữa không? Mỗi một đồng tiền lấy từ danh sĩ tiêu vào những chỗ nào? Chắc anh không quên chứ? Chắc chắn anh biết rõ mình cấu kết với Diên Túc từng bước hãm hại sửa bột lực sĩ nhỏ và DN như thế nào, đúng không? Lấy từ đâu thế? Anh có thể mua chuộc Khổng Dương, còn tôi không thể có vài người bạn tốt ở danh sĩ sao?
Tôi muốn khuyên anh đi tự thú. Anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Tôi nói cho anh biết, thứ này cùng lắm chỉ có thể chứng minh tôi cầm tiền ở binh sĩ, mua thủy quân và ICC lớn, bôi đen lực sĩ nhỏ. Ngoài ra không thể chứng minh điều gì khác. Tôi hiểu pháp luật, cùng lắm là viết bản kiểm điểm, giam giữ 90 ngày cũng chẳng có gì. Nhưng còn anh thì sao? Anh có chứng cứ gì có thể chứng minh mình không đút lót Dương Sở và Phạm Minh Bác? Người nên tự thú phải là anh mới đúng, Dễ Triết. Nghĩ cho kỹ xem, nếu anh tự thú phải ngồi tù bao lâu? Cho nên anh làm tất cả những chuyện này đều là để báo thù tôi, đúng không? Đúng vậy. Vậy anh cứ nhắm vào tôi. Tại sao lại liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy? Anh hiểu rất rõ, 60 vạn tôi bỏ ra là quyên góp cho quỹ hỗ trợ học tập. Không có một đồng nào rơi vào tôi của giáo sư Phạm. Cái này có thể kiểm tra sổ sách. Còn nữa, giáo sư Phạm Minh Bác là người đã cứu trợ cho không biết bao nhiêu trẻ em, bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu học trò ưu tú, bị anh hại, giờ vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Lương tâm của anh ở đâu? Anh hỏi bản thân mình đi, Dễ Triết. Sở dĩ họ bị liên lụy đều là vì anh. Chỉ còn có thể khiến anh thân bại danh liệt. Tôi có thể làm bất cứ điều gì. Anh điên rồi sao? Tôi điên đấy. Tôi điên là do bị anh ép. Anh biết chứ. Nhớ lúc đầu anh tính toán chia rẽ tôi và Giang Đạt Lâm, rồi luôn miệng nói cái gì vì lợi ích công ty là do anh đối trị. Giờ thì hay rồi. Cả Thượng Hải đều biết hai người ở bên nhau. Anh xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi khổ của tôi. Tôi thừa nhận, tôi thích Giang Đạt Lâm. Lúc đầu tôi chia rẽ hai người không phải tôi muốn thừa gián mà vào, mà là vì tôi biết anh là một tên xấu xa. Tôi không thể để người với anh làm hại cô ấy. Anh luôn miệng nói tôi có thành kiến với anh. Không sai, tôi có thành kiến với anh, nhưng tuyệt đối không phải vì xuất thân của anh, mà bởi vì anh là người mưu kế bất chính. Ở thành phố này có quá nhiều người từ nơi nhỏ bé tới đây liều mình phấn đấu. Họ muốn đạt được thành công thì phải bỏ ra nhiều mồ hôi và vất vả hơn người khác. Nhưng họ không ôm lòng oán hận, họ đi con đường đúng đắn. Anh thì sao? Anh luôn lấy xuất thân của mình và những bất công mình từng gặp phải ra làm cái cớ để lừa gạt thảm hại người khác. Nếu ngày nào đó anh thực sự thành công, anh có ngủ được không? Anh nghĩ mình thành công rồi thì có thể cao cao tại thượng, đúng không? Thì có thể dạy đời tôi sao? Tôi nói cho anh biết, Dễ Triết, thành công chính là thành công. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tôi không cảm thấy những chuyện mình làm là hèn hạ. Sự thật chứng minh, những việc anh làm được, tôi cũng làm được. Anh chụp trộm tôi cũng có thể chụp trộm anh. Anh bôi nhọ tôi cũng có thể tạo tiếng xấu bôi nhọ anh. Đây gọi là đỡ gì trả nấy. Không ai cao thượng hơn ai hết. Không phải anh có chứng cứ sao? Kiện tôi đi. Tôi sẽ hầu tòa anh đến cùng. Nhưng mà nếu anh muốn tôi đứng ra nhận tội, rửa sạch tội danh giúp anh, thì tôi tặng anh 4 chữ: tuyệt đối không thể. Cười cái gì? Anh nói rất hay. Cảm ơn anh. Anh đã giúp tôi rửa sạch tội danh rồi. Xin lỗi. Cuộc nói chuyện giờ đại của chúng ta đã được tôi quay video trực tiếp. Các khán giả thân mến, cảm ơn các bạn đã xem. Đi tự thú đi.
Thật ra trong USB này không có gì cả. Trời chiều đẹp thật. Trước đây anh nói muốn dẫn em đến một nơi tuyệt đẹp ngắm mặt trời mọc, núi tuyết ngọc đông. Ngày mai anh sẽ xin nghỉ phép năm, ngày mai đi luôn. Không cần. Không ngắm mặt trời mọc, nhưng ngắm mặt trời lặn cùng nhau cũng rất hay. Núi tuyết ngọc đông. Em sẽ đi, nhưng không phải là đi với anh. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Nếu là dì chú hai và cô của anh có thể không qua lại với họ nữa. Stella, đừng như vậy. Sao anh có thể không qua lại với họ được? Họ là người thân của anh. Anh đã thay đổi rất nhiều về em rồi. Nếu anh còn như vậy, em sẽ càng áy náy hơn. Thật ra lúc mới ban đầu qua lại với nhau, em đã chuẩn bị tâm lý. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại và áp lực. Nhưng em thật sự không ngờ lại như bây giờ, trở thành một kẻ đơn độc. Em rời xa dòng bạn bè. Anh thì sao? Không qua lại với bạn đại học. Thậm chí định không nhận cả họ hàng nữa. Hai người yêu nhau không phải như vậy. Yêu đương thì vẫn nên có tình bạn tốt đẹp và tình thân, không phải như chúng ta bây giờ bị cô lập. Chúng ta không thích hợp, chia tay đi. Stella, em đừng đối xử với anh như vậy. Anh tuyệt đối không từ bỏ em được. Anh nghe em nói, nghe em nói đi. Em không còn là một cô gái nhỏ nữa, còn anh cũng là một người trưởng thành được tiếp nhận giáo dục bậc cao. Em biết việc chia tay nhất định sẽ đau khổ, cho nên em hy vọng anh có thể đủ bình tĩnh, hay chúng ta có thể chia tay một cách tốt đẹp, hòa bình. Em biết trong lòng anh chắc chắn không tình nguyện, nhưng em đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Nếu anh không chịu chia tay, thậm chí cứ dùng dằn như một đứa trẻ, em có thể nói với anh biết em đã chuẩn bị xong rồi. Em sẽ rời Thượng Hải để anh vĩnh viễn không tìm được em. Em đừng tuyệt tình như vậy. Tuyệt tình sao? Đau ngắn còn hơn đau dài. Nếu đã quyết định chia xa, đừng dây dưa lằng nhằng nữa. Stella, vài năm sau anh sẽ phát hiện những lời em nói hôm nay đều có lý. Được rồi. Em đã gửi thẻ ngân hàng của anh đến công ty anh, nên xử lý thế nào sau này cần anh tự mình học hỏi. Hãy sống cuộc sống của mình thật tốt. Nếu kết bạn thì kết bạn, nếu yêu thương thì yêu thương. Nếu gặp được một người thích hợp, có thể kết hôn, cũng có thể suy nghĩ đến việc kết hôn. Đến lúc đó hãy báo cho em biết. Em sẽ gửi anh lời chúc phúc chân thành nhất. Stella, anh bảo trọng. Như hình với bóng, anh đã cho cuộc sống của em sắc màu.
được gần người nữa. Đừng chờ đợi. Stella! Còn em, nhìn thêm lần nữa. Xin chào buổi chiều các bạn bè truyền thông. Tôi tin mọi người đều đã xem đoạn video trực tiếp của tôi và Đàm Tân Khải. Chắc cũng có lý giải nhất định về sự thật của chuyện này. Về chuyện tôi đút lót, MC Dương Sở và giáo sư Phạm Minh Bác đang được lan truyền trên mạng. Tôi xin được chính thức lên tiếng làm rõ. Thứ nhất, sử mục lịch sĩ nhỏ và đài phát sóng DN chưa từng có bất cứ hành vi đút lót nào. Các chỉ tiêu của sử mục lịch sĩ nhỏ đều phù hợp với các quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia. Thứ hai, bản thân tôi trước nay chưa từng có hành vi đút lót nào với giáo sư Phạm Minh Bác và Dương Sở. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là đoạn video được lan truyền trên mạng đã bị cắt ghép. Tôi thừa nhận là mình có đưa tiền cho giáo sư Phạm, nhưng đó là tôi đại diện cho DN quyên góp cho quỹ học bổng hỗ trợ. Việc này có bằng chứng, mọi người có thể kiểm chứng. Tôi còn muốn giải thích, giáo sư Phạm Minh Bác cũng là quyên góp toàn bộ số tiền thù lao nhận được từ chương trình cho quỹ học bổng sinh viên nghèo vượt khó của Đại học Y khoa Phố Nam. Đây là bằng chứng, mời mọi người kiểm chứng. Thứ ba, toàn bộ việc này từ khi bắt đầu là do Đàm Tân Khải, giám đốc marketing của tập đoàn Phi Dương và CEO Diên Tiêu của công ty Danh Sĩ thông đồng với nhau để gây ra sự việc ảnh hưởng xấu đến thanh danh của chúng tôi. Những chứng cứ liên quan tôi đã giao cho Bộ Công an. Tôi tin rằng pháp luật nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho giáo sư Phạm Minh Bác và Dương Sở. Sửa một lực sĩ nhỏ trong sạch, tôi cũng là trong sạch. Tôi thừa nhận việc tặng quà sinh nhật cho Dương Sở là do tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Về việc này, tôi vô cùng xin lỗi. Dương Sở cũng đã trả lại món quà đó rồi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Mọi người hãy giám sát. Anh đừng có lúc nào cũng đẩy hết tội lỗi lên người khác. Anh rơi vào bước đường ngày hôm nay, tất cả đều là do anh tự chuốc lấy. Tôi cũng đã từng theo đuổi tiền bạc và địa vị, thậm chí là muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đi quá giới hạn của pháp luật và đạo đức, càng không lợi dụng những người bên cạnh mình, nhất định là người tôi yêu. Đàm Tân Khải đã tự thú rồi, bây giờ đang bị thẩm tra vì tội làm tổn hại đến thanh danh người khác. Theo như lời khai của anh ta, toàn bộ chuyện này là do anh đứng sau cung cấp tiền ủng hộ. Đồng chí cảnh sát là CEO của Danh Sĩ, tôi thừa nhận là mình đã không làm tốt công việc giám sát nhân viên. Nhưng Đàm Tân Khải là giám đốc tiền nhiệm của bộ phận chăm sóc khách hàng, anh ta có thể toàn quyền xử lý những vấn đề liên quan đến Thượng Hải, không cần phải chuyện gì cũng báo cáo tôi. Ý của anh là Đàm Tân Khải làm những chuyện này anh không hề biết? Tôi không biết. Sao tôi lại biết được chứ? Đây đều là việc của mình anh ta, không hề liên quan gì đến tôi và Danh Sĩ. Tất nhiên, tôi cũng mong các anh mau chóng điều tra ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho tôi và Danh Sĩ. Giám đốc Tiết, phía DN vẫn muốn gặp mặt anh để bàn về việc hủy hợp đồng. Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ rồi. Bọn họ hỏi là chúng ta có thể xem xét lại lần nữa không? Không cần thiết phải làm như vậy. Bên tổng bộ đã quyết định từ bỏ thị trường trong nước sửa bột lực sĩ nhỏ rồi. Cho dù chúng ta không hủy hợp đồng với DN mà nói sửa bột lực sĩ nhỏ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Thật sự là từ bỏ sao? Như vậy có phải là quá đáng tiếc không? Chuyện này cũng hết cách rồi. Tuy là tin đồn được làm sáng tỏ, nhưng người tiêu dùng đã không còn tin tưởng vào sữa bột lực sĩ nhỏ nữa rồi. Nếu phải cố gắng vớt giác, một nhãn hiệu đã mất đi sự tin tưởng, vậy chi bằng bỏ tiền đầu tư vào sản phẩm khác? Được rồi, tôi biết. Tôi sẽ đi nói chuyện với bên DN. Nhưng nếu không tiếp tục dự án sữa bột lực sĩ nhỏ nữa,
thì anh có thể tiếp tục ở lại đây không? Hay là sẽ về Mỹ? Rơi mất rồi. Con chặt nó lên đi. Bao. Anh Thẩm tới rồi. Bao vào đi. Làm phiền. Anh đến rồi sao? Ở bệnh viện anh đã hứa với Lạc Lạc, chỉ cần nó ngoan ngoãn uống thuốc thì đợt xuất viện này anh sẽ mua đồ chơi cho nó. Lạc Lạc, cháu xem, chú mua đồ chơi cho cháu này. Có cầm được không? Giỏi quá. Lạc Lạc, chú về đây. Tạm biệt. Anh ở lại ăn cơm đi. Được. Chị Lâm, nấu thêm vài món. Được. Lạc Lạc, đồ chơi chú mua cho cháu có thích không? Dạ thích. Qua đây với chú nào. Có phải là chuyện chú đã hứa với cháu chú làm được rồi không? Nào, để chú xem. Dạo này có béo ra không nào? Bay lên nào. Bay lên. 1, 2, 3, bay lên. Chúng ta chơi ô tô nha. Cái này là của cháu. Dạ đây. Cái này là của cháu hả? Số điện thoại của bạn gọi tới tạm thời không liên lạc được. Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Muốn tránh tôi sao? Hello, ông xã, anh đang bận sao? Không làm phiền anh chứ? Không đâu. Hôm nay anh không tới công ty. Sao vậy? Không có gì, chỉ là muốn để bản thân được nghỉ ngơi. Chuyện của sư một lực sĩ nhỏ vẫn chưa được giải quyết sao? Yên tâm đi, đã giải quyết xong rồi. Nhìn anh như vậy, em làm sao yên tâm được? Nhìn là biết có chuyện rồi. Không có gì qua mắt được em đâu. Em yên tâm đi, giải quyết xong hết rồi. Nhưng mà cũng không thể cứu vãn nổi sự bột lực sĩ nhỏ. Bên tổng bộ đã quyết định là sẽ từ bỏ thị trường trong nước của sự bột lực sĩ nhỏ. Như vậy là không phải anh có thể quay về rồi sao? Xin lỗi, em không có ý thúc giục anh. Nhưng mà lâu rồi không được gặp anh, em rất nhớ anh. Với lại Tania cũng rất nhớ ba. Mẹ Tania, mẹ uống thuốc đi. Cảm ơn con, mẹ uống rồi. Nào, nhìn xem ai kìa. Ba. Chào ba đi con. Con chào ba. Khi nào ba về? Con nhớ ba. Ba cũng nhớ con, Tania. Được rồi, đi ngủ đi. Chúc ba ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon. Ba yêu con. Em bệnh sao? Không sao, ta đi ai nhiều chuyện. Lúc trước em làm phẫu thuật cắt ruột thừa. Không sao. Bây giờ thì uống ít thuốc tiêu chim. Phẫu thuật sao? Sao không nói cho anh? Tiểu phẫu thôi mà, không sao. Giả lại, em thấy anh đang phiền não vì chuyện của sữa bột lực sĩ nhỏ. Em không muốn gây phiền phức cho anh. Xin lỗi. Đáng ra anh phải ở bên cạnh em. Ông xã, không sao. Em đã nói với anh rồi. Em và Tania sẽ ủng hộ anh. Được rồi, em phải vào ngủ với Tania. Tạm biệt. Tạm biệt.
Quê. Alo. Tối mai em rảnh không? Hay là chúng ta gặp nhau đi. Được. Gặp ở đâu? Lát nữa anh sẽ gửi định vị cho em. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Khách sạn Sofitel, phòng 1133. Anh về rồi sao? Benny. Bonnie. Hôm nay em xinh quá. Bất ngờ à? Hôm nay em mới phát hiện ra là chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi. Mà đến một bát mì em cũng chưa từng nấu cho anh ăn. Cho nên hôm nay em đã đặc biệt chuẩn bị bữa tối thịnh soạn này. Mau nếm thử đi. Có ngon không? Ngon. Benny, em đúng là lúc nào cũng đem đến bất ngờ cho anh. Vậy sao? Vậy lần này sợ sẽ là bất ngờ cuối cùng em dành cho anh rồi. Em sao vậy? Chúng ta chia tay đi. Em thích Tiết Nghĩa rồi. Người đàn ông đưa em về hôm đó sao? Thật ra em không cần phải gạt anh. Em không gạt anh, thật đó. Có thể là anh không tin, nhưng trước tối hôm đó bọn em thực sự chỉ là bạn bè thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Em phát hiện ra là hình như em yêu anh ấy thật rồi. Em không muốn lừa gạt anh. Em càng không muốn bắt cá hai tay. Cho nên chúng ta chia tay đi. Vậy anh ta thì sao? Anh ta cũng yêu em sao?